Xin kính chào quý ông bà anh chị em Hôm nay cùng với toàn thể hội thánh Chúng ta mừng kính thánh nữ mắt ta Giờ đây chúng ta lắng nghe lời Chúa Trong Luca chương 10 Từ câu 38 đến câu 42 Khi ấy Đức Giêsu vào một làng kia Có một người phụ nữ tên là mắt ta Đón người vào nhà Cô có người em gái tên là Maria Cô này cứ ngồi bên chân Chúa Mà nghe lời người dạy còn cô mắt ta thì tất bật lo việc phục vụ Cô tiến lại mà nói Thưa thầy em con để con phục vụ Mà thầy không để ý tới sao Xin thầy bảo nó giúp con một tay Chúa đáp Mát ta, ta ơi Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi Kính chào quý ông bà và anh chị em rất thân mến Gia đình của ba chị em Marta, Maria và Lazaro ở làng Bethania Là nơi Chúa Giêsu thường lui tới để thăm viếng Và chính Chúa Giêsu là thượng khách đối với gia đình này Vì Ngài đã làm cho bạn của Ngài là Lazaro chết được sống lại và lần này Chúa đến thăm nhà. Martha lo lắng chuẩn bị bữa ăn, trong khi đó cô Maria ngồi bên chân Chúa để nghe lời Ngài. Chị Martha trách móc Chúa, sao không bảo Maria giúp con một tay? Và câu trả lời của Chúa trước đề nghị của Martha là con đừng băn khoăn lo lắng. Có nghĩa là Ngài cũng không phủ nhận tất cả những quan tâm lo lắng của Maria đâu nhưng chính Đức Kitô muốn cho thấy một điều cao quý hơn là hãy lắng nghe lời Chúa. Lắng nghe lời Chúa, lo lắng cho Chúa cũng là điều đáng quý. Nhưng để hết tâm mà lắng nghe lời và thi hành lời Chúa thì lại có giá trị cao quý hơn. Con bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe cho thấy hai phong cách đón Chúa, hai phong cách thể hiện tình yêu với Chúa. Phong cách của Mát-ta và phong cách của Maria theo truyền thống Matta và Maria là đại diện cho hai lối sống về người môn đệ Chúa Kitô. Matta thì đại diện cho những người thích sống hoạt động, còn cô Maria đại diện cho lối sống chiêm niệm và cầu nguyện. Lời trách móc của Matta như gián tiếp cho rằng việc của mình là đúng là tốt hơn người khác nhưng nhân cơ hội này Chúa Giêsu muốn chỉ cho mắt ta ngày xưa cũng như chúng ta hôm nay một bài học về cái giá trị của công việc Chúa bảo chỉ có một việc cần mà thôi đó là việc ngồi lắng nghe lời Chúa dạy Chúa không phủ nhận những việc bác ái phục vụ cộng đoàn nhưng tất cả những hoạt động phục vụ sẽ trở nên vô ích nếu không khởi đi từ tinh thần của tinh mừng, việc bác ái, việc tông đồ chỉ thực sự mang lại lợi ích cho người khác khi nó xuất phát từ tâm hồn cầu nguyện và hoạt động và cầu nguyện là hai cái trạng thái luôn đi đôi với nhau trong đời sống của người ki tô hữu. Đôi khi chúng ta thấy thành công vì những hoạt động bên ngoài, nhưng chúng ta quên đi cái điều vô cùng quan trọng là đời sống cầu nguyện. Chính những lúc chúng ta đang tìm chính mình mà chúng ta không biết Nếu hoạt động có hiệu quả Chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện Chính những giây phút ấy Chúng ta được tiếp thêm sức mạnh để dấn thân và hoạt động hăng say hơn Chúa không chia trách mắt ta Nhưng Chúa mời gọi bà Hãy biết nghỉ ngơi trong Chúa Người sẽ bổ sức cho chắc hẳn Chúa Giêsu đã đánh giá cao sự hy sinh bận rộn của Marta, đó là biểu hiện lòng yêu mến cao độ. Tuy nhiên, qua cử chỉ của cô Maria, Chúa Giêsu đã nhận ra một tâm tình cao đẹp hơn, đó là lắng nghe lời Chúa và đặt Ngài vào chỗ nhất trong cuộc đời và chọn Ngài làm tất cả. Chúa Giêsu muốn lấy cử chỉ đó để là cái biểu tượng để nói lên sự chọn lựa đúng đắn của con người. Đó là chọn ngài làm gia nghiệp và đặt ngài vào trọng tâm của cuộc sống. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta hãy thống nhất đời sống của mình có những giây phút dành cho việc cầu nguyện thờ phượng, còn phần lớn thời giờ thì dành cho những sinh hoạt khác đối với người kỳ tô hữu phải biết phải biến mọi sự sinh hoạt thành lời cầu nguyện thành những hy tế trên bàn thờ chính qua những hy sinh ấy chúng ta gặp gỡ lắng nghe thực thi thánh ý thiên chúa nguyện ba thánh Mata, Maria và Lazaro cầu bầu cho chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và thi hành bác ái để phục vụ Chúa trong mọi người. Amen.